con này Honda C2. Anh em điểm danh lên tàu được chưa? Xong là mấy người anh em thuyền viên là phải trói hết ông ấy lại. What? Đấy, không? Không cho chạy. Ảo thật đấy. Đã ngồi vào là không có chuyện nhấc đít lên, đúng không? Trói chặt vào. Đấy. Nhỡ là tàu nó rung lắc các thứ đi. Cái gì nữa là ngã ngủng các thứ là không được. Đó. Nga phải trói thật chặt vào. Nick này Nahida này. Để tôi xem nào. Bao nhiêu PT rồi? Ây à, 60 rồi hả? 70. 70 PT rồi. Con này C1 mà. Tại ổng ấy bảo rôn C2 ấy. Đấy, một con nữa thôi đúng không? Thí sinh đầu tiên. Một con này đa C2. Rồi, rồi. Không cần phải nghĩ mày nhiều nha rồi. Không cần phải nghĩ nhiều. Đấy lúc lụm rồi. Jun Jin còn về múa ca múa nhạc kịch cho mà xem cơ mà tuyệt vời quá. Mẹ nổ hơi muộn nha. Nhưng mà nổ là hơi muộn nha. Một win này. Không nói nhiều này. Đấy, tôi đã bảo rồi, Jun Jin về múa ca múa nhạc kịch cho mà coi mà. Xong nha. Ron thì nó không ở Huy Quốc rồi. Gọi lông nick này như chưa con Shinobu nào hả? À, 30 Ron đúng không? 30 Ron để lấy một con Shinobu cái gì? Nó được, có cái gì đâu. Thậm chí nhá. Thậm chí này, 30 Ron nhá, cho hẳn 3 con luôn. Được chưa? Dùng cho lắm máu, lấy hẳn C2 đúng không? Ây trời trời. Lẹ cái gì đâu. Cơ bản này à, một con này. Rôn tiếp không em ơi? Bây giờ mình còn là 20 rôn này. Mình còn 20 rôn để mình lấy 2 con Shinobu này. Lấy không? Anh lấy luôn cho này. Nên là game nó lại dễ quá. Nó có gọi là quá gì gì. Không? Lại kinh mất chất cay thật. Đâu? Cái này bao nhiêu PT rồi? Ui giời, mới có siêu lèn đây mà. Lo gì? Làm thêm 20 rôn nữa. Lấy thêm 2 con nữa. Lấy C2 dùng cho nó đã em ạ. Chất mi. Lấy thêm 2 con nữa, C2, e thêm 3 giây. Đấy, thế là bình. Nó phải là như thế chứ này. Nó gọi là bú đẫm. Này, 2 con này. 2 con nha. Bây giờ nha, 10 rôn này là 30 đúng không? 30 PT thì tôi nghĩ chắc là chưa nổ đâu. Đúng không? Chắc là chưa nổ. Bây giờ mình rôn mình lấy nốt một con nữa C2. Thế là xong. Chọt chưa? Đây. Lấy cái C2 này. Nhìn nhá. Ây, sao lại ra con C-Thốt? C-Thốt cái gì đấy, đưa con Cookie đi xem nào. Cay thế. Nhưng mà 40 rôn này rôn tiếp ra không em ơi? Là 40 rôn kiểu nó cũng tầm kiểu nửa nửa PT ấy. Nửa nửa ban đầu ấy. Hỏi ý kiến chủ ắc xem là có rôn nữa hay không. Hay là thôi C1 thì cũng được. 40 thì tôi sợ là lớn ngớ là với cái khả năng lắc của tôi lại nổ vàng đấy. Tiếp cái X10 đi anh nhá. Vũ tài đúng không? Nó có một cái vũ tài. Biết ngay mà, biết ngay mà. Bảo rồi. Đã bảo rồi là bảo 40 ron nó hay nổ vàng lắm. Trời ơi. Thế bây giờ là sao nào? Bây giờ là cần trúng hay là cần lệch? Bây giờ là cần trúng hay cần lệch phải còn biết được. Thật ra là anh nghĩ là nếu như mình đã tích tài nguyên như này thì anh nghĩ là lệch cũng không tệ đúng không? Đúng không anh em? Nếu như mà nick này trông có vẻ là có 20k nguyên thạch thì khả năng là đang tích tài nguyên. Thì tôi nghĩ tầm này lệch thì đợi đến hỏa thần cái là mình all in là đẹp. Đúng không? Bây giờ là lệch là hợp lý. Nhé. Sẽ có ra quần tỷ nhá. Xem nó cho mình con gì này. Xinh à.
không có cookie rồi. Ôi trời ơi. Zin ngon không? Zin ngon mà đúng không? Zin ngon mà. Đâu? Này con Zin đâu? Ây da, Zin xe mấy đà? Đấy, Zin C2 nè. Tăng tốc độ di chuyển và tốc độ tấn công. Tuyệt vời quá. Thôi mình dừng lại đi anh à. Đấy, vừa nãy anh đã bảo rồi mà. Đúng rồi. Anh đã bảo tầm 40 nó hay nổ vàng lắm mà. Gửi cho bạn này là gửi cho tôi hai nick hả? Một nick là Ron Nahida và một nick là Ron Hu Tao. Ok luôn nha. Vậy nick này là Ron Nahida trước đúng không? Ây chà, nhiều nguyên thạch dữ vậy bây. À C2 đúng không? Để tôi 9545 46 56 này. Rồi 66 này. 76 nổ luôn không? 76 nổ luôn không? Rồi 76 nó nổ rồi đúng không? Là một tí win nhưng nó hợp lý quá. Nghe nói là Nahida này thích C2 lắm. Mẹ nó trên đại kiếm Tây Phong rồi. Rồi mày xong rồi. Nghe nó trên thấy đại kiếm Tây Phong rồi. Vừa nãy ông nào bỏ đai lúc đấy. Nghe có ông nào bỏ con đai lúc thì phải rồi. Trời ơi, nãy nổ hai con Zin rồi đấy. Hai con Zin rồi đấy. Nó Tây Phong luôn mà. Có lấy nốt bảo hiểm không em ơi? Tầm này chắc là có chứ. Nhé. Lấy nốt cái bảo hiểm đi chứ chờ đợi gì nữa. Nè, đúng Tây Phong luôn đấy chứ. Hay thế. Lấy nốt đi anh à? Ok nha. Này, giờ mà nó nổ sớm trong tầm 30 roll có phải là binh trở linh không? Nó bảo hiểm trong tầm 30 roll thì thực sự là quá đỉnh luôn đấy chứ. Không tệ không? Trong 30 roll đéo nổ gì thôi. Cút rồi, bảo hiểm muộn đâu. Bảo hiểm muộn rồi. Cay dữ vậy bây. Tại sao cái người cần nổ sớm thì không tin nổ. Có kiếm chuông nữa chứ. Trời ơi, nó không nổ sớm rồi. Skip nha. Đen dữ vậy. Của em còn một cái nick nữa là Ron Hu Tao đúng không? Ui em ơi, Ron Hu Tao thì nó lại là nghề của anh rồi. Gì chứ, Ron con gì, Ron đúng con Hu Tao à? Rồi, để anh. Cái con Nahida thì có vẻ là hơi bị toang một tí. Nhưng mà riêng cái con Hu Tao này nhá, thì thôi nha. Quá ư là tự tin luôn. Ok chưa? Hu Tao thì tôi nghĩ là chắc địa điểm tâm linh thì còn ở đâu nữa đúng không? Mình làm một tí không? Ra đặt sẵn một cái hòm ở đấy không? Hợp lý không? Đúng luôn rồi. Người anh nhá. Ra để đặt sẵn một cái... Holy moly. Ông này có quả nguyên thạch 40.000 luôn mà. Tròn đấy. Đâu, nick này có con Hu Tao rồi chưa? À, nick này chưa con Hu Tao nào đúng không? Thôi chỉ lấy một con thôi đúng không? Rồi, từ con siêu len là chưa có PT nào đúng không? Cũng gọi là được nhiều cookie phết. Nhưng mà con xinh không? Chính là phải lấy thêm con xinh ấy. Ôi da, chết rồi. Không húp được con xinh nào à? Ôi da, lượm lượn. Lượm chưa? Đấy, cái nick này nó win ngay. Thoát là thoát thế nào được? Hợp lý chưa em ơi? Còn Ron gì nữa không? Em fan anh 20 năm, anh đưa em về bờ nhé. Fan 20 năm mà. Được luôn em ơi.
Tầm này về bờ là rõ rồi. Mới có 5 PT này, 15 này. Nói cái gì đi, nói cái gì đi. Mấy ông cái chát mấy ông ấy nói cái gì đi. Cái quan trọng ấy, đúng không? Tôi là một vị thuyền trưởng cực kỳ là uy tín. Trời ơi, Ron là nó phải như thế nha. Ron là nó phải như vậy nha. Nhìn thấy con sinh này chưa? Nhìn thấy con sinh này là biết con hu tao về chưa cơ? Là rõ chứ còn gì nữa. Ron nó phải ở cái tầm. Thực ra tôi nghĩ là Jin cũng được. Tại vì hôm nay Jin nó về hai lần rồi. Nó về thêm một lần nữa thì tôi nghĩ là nó cũng không tệ. Đúng không? Hôm nay mình có ba con Jin ở chỗ cũng hợp lý này. Mẹ, hôm nay lắm Jin vậy. Thực ra là lệch sớm thì nó vẫn ngon. Tôi nghĩ là lệch sớm thì nó vẫn ngon anh em ạ. Nhưng mà tại sao nó lại là cứ là con Jin nhỉ? Nó ngày có build Jin không? Jin xong rồi mấy à? Mệnh một à, cứ báo rõ lốc à. Mẹ ông lốc gớm ấy nhỉ. Nhưng mà lệch sớm này cũng được. Lệch sớm tầm 10 euro thì tôi nghĩ là nó cũng không tệ anh em ạ. Nhưng mà tại sao lại thế nhỉ? Tại sao nó lại vậy ta? Cày đi à. Quay. Quay. Ê, nổ sớm này. Ê, nổ sớm nè. Đúng không? Hình như đây là lượt 50 à? Tuyệt vời quá. Nổ lệch sớm, lại còn bảo hiểm sớm. Tuyệt vời quá. Hình như nick này là 60 ron đúng không? Đây nhá. Vừa nãy cái nick này là gửi cho tôi là 190 đúng không? 190. 190 mà bây giờ ron xuống còn 130. Vậy là tôi ron có 60 ron thôi. Oh, hợp lý cho em ơi. Thế, kèo này quá thơm luôn nha. Bây giờ là em lấy C danh 1 đúng không nhỉ Tuấn ơi? Đúng không, đúng không, đúng không? Chuẩn chưa? Chuẩn là hai cái... À nhầm, chuẩn là cái thương đúng không nhỉ? Nhưng vẫn 23 là cái gì 23 vậy? 40, 42. Rồi 42 thì chuẩn bị nổ rồi đúng không? Thế bây giờ là 72 thì chắc chắn là nổ này. Đó được rồi. Cái ban nở nhân vật nhé. Chúng ta bị lệch trước đúng không? Nhưng mà bây giờ cái ban nở vũ khí này này, nó là cái thứ mà chúng ta nhìn thấy câu nhìn ra rồi. Ngay một cái thứ... mới bảo mẹ nó ra một cái thương xong Cúc thì cứ gọi là vãi cả bầu. Bro, cho xin cái thương ngay. Xin cái thương ngay sao nào. Nào, xin cái đi. Đâu, đâu. Đéo thấy cái thương nào. Má nó chưa ăn ở cái banner nhân vật bao nhiêu. Chả hết banner vũ khí. Bây giờ nhá, bây giờ cái banner này nó nổ sớm cái thương của mình à, đẹp này. 30 ron nổ không? 30 nó đéo nổ. 40 nổ không? 40 đéo nổ. 50 nổ không? Giờ nó mới nổ chứ mình nhục. Ê, cho 2 cây. Cho xin 2 cây đi xem. Cho anh em với nhau. Làm nhẹ 2 cây đi. Mày có thể nổ sớm một tí được không? Ôi giời ơi, nó còn nổ ở cái phát rôn cuối cùng nữa. Nhục như con trùng trục. Nick này gửi tôi lúc đầu là 190 rôn. Bây giờ là còn 40 rôn. Vậy tức là chúng ta tiêu mất 150 rôn. 150 ron để lấy C0 danh 1 và một con Jin. Một cái đèn đấy chứ. Nhưng mà nếu mà tính cả PT thì nó cũng hơi đen. Được rồi. Ron vũ khí ở hai nick. Vàng thì dừng và ra gì cũng được. À tức là nick này là cũng không có chủ động là lấy cái gì đúng không? Để tôi xem nào.
Để tôi ngó qua thử xem nhá. Xem là ví dụ như là trong mấy cái vũ khí chúng ta cần cái gì hơn. Hai cái này thì cái gì cũng được. Cái gì cũng được anh em ạ. Thế bây giờ mình định chuyển cái gì? Hộ ma đúng không? Ok nhá, vậy thì chúng ta cứ lấy cái hộ ma này làm gốc được chưa? Mình cứ lấy cái hộ ma này làm gốc nhá. Thì nếu như mà tôi ra hộ ma thì mình sẽ tính là win, được chưa? Còn nếu như mà mình ra đèn thì mình sẽ tính là thua. Ok nhá, 20 này. Kèo này chính là một kèo win-win đấy nhá. Tầm này thì không thể nào có cái chuyện mà nó lệch ra một cái vũ khí khác được anh em ạ. Nó sẽ chỉ ra cái đèn hoặc là cái thương thôi. Chứ làm gì có cái chuyện đen như thế đúng không? Làm gì có cái lý thuyết mà đen như vậy? Không thể nào nha. Nói không với câu chuyện ra mấy cái hàng lệch rết đi. Cái kèo win-win như này. Ôi. Cho xin một roll nha. Đây là phát bảo hiểm này đúng không? Rồi. Bây giờ là mình phải lụ. Mấy anh nhai hiểu không? Trời ơi, trời ơi, cứu tôi, trời ơi, chết tôi, trời ơi. Đau đầu quá. Nhức cái đầu. Má đéo hiểu kiểu gì luôn. Trời ơi, cái gì đấy? Alo, thương mà. Nhầm thương không? Thề đéo hiểu kiểu gì. Là sao lứa? Là sao? Trời ơi. Cho cái đéo này. Cho xeo dùng không? Ikimochi, arigato. Hộ ma nan xanh thế nhỉ? xanh cỏ luôn đó. Hộ ma xanh cỏ luôn mà. Cái gì nhỉ? Là sao? Nó cho đồ kiểu gì đấy? Kèo khó thế cũng làm được à? Yên tâm, cái thế này em thắng gỡ được. Thương này. Arigato. Mình làm combo lệch hai nick luôn không? Không. Hai chấm đóng hoặc đơn, đóng hoặc đơn. Nhầm, bác Nam ơi. Không nha. Cái câu chuyện này nó sẽ khác nha. Cộng một hộ ma. Tuấn Kiều Lê đã donate mua iPhone 13 5.000 đồng. Hợp lý nhà thiếu 50 râu nổ 4 vàng bé nhà đã xây 3 chấn rồi nha anh. Ôi anh dạ. Cô râu được dạ. Là đá vía của em. Ây da, cảm ơn em nhé, tuyệt vời quá. Ok chưa? Đấy nha, thích này lấy cái hộ ma ngay. Ngon, chắc chuyên truyệt. Đã bảo rồi. Nào, cục quý là rôn cái gì đây? Nahida hả? Là một người xem anh từ năm 2022 và đã giao lưu anh qua Hoyofet. Gửi cho anh xin cái mã bên mail nào. Em tin tưởng anh sẽ đem về cho em được 3 Nahida. Holy moly. Ui, 200 roll và 50 PT. Tức là nick này là roll hết đấy. Nick này là roll hết con Nahida luôn đấy hả? Lên thẳng C2 hả? Ai, cái kèo này tôi lo được nha. Thắng thì lại còn được cộng một hội viên nữa chứ. Chết rồi, tôi phải bú một hội viên rồi anh em ơi. Phải vào bú một hội viên. Hợp lý quá. 200 roll. Rồi, ở đây là mình có... Từ từ, con này đây là xe mấy? Xe không à? Shit. Rồi. Trách nhiệm mà đặt nặng lên vai của tôi này. Trách nhiệm đặt nặng lên vai của tôi nha. 200 roll đúng không? Rồi. 60 này. Căng nha, kèo này căng nha. 70 này. 70 thì tôi nghĩ là chắc là chưa nổ đâu. Cái phát đầu tiên thì tôi nghĩ là lúc nào nó sẽ rơi vào cái thế khoảng tầm 80. Thấy không? Trông thì nó sẽ hơi muộn.
trông thì nó sẽ hơi muộn nha. Nhưng mà cái phát đầu tiên này ấy, theo như gọi là bình thường tôi hay roll ấy, thì nó rất ít khi lệch. Yeah. Quan trọng là mình phải tự tin. Anh em hiểu ý tôi không? Đó, we phải tự tin nha. Nó phải là như thế. Mà cái phát đầu tiên ấy thì thường nó sẽ ảnh hưởng rất là nặng đến những cái lần roll tiếp theo. Nó ảnh hưởng rất nặng luôn nha. Mà đặc biệt là ông này còn roll 3 con Nahida nữa. Đấy, là nó rất phải gọi là phải cần rất là nhiều gọi là may mắn ở đây nha. À, chứ giờ lệch cái là cút luôn á. Tôi đã nói với các ông cái gì nào? Tôi đã bảo ấy là cái phát nổ vàng đầu tiên ấy nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái nổ vàng tiếp theo. Không, hiểu ông hiểu tí hiểu ý tôi không? Chúng ta là kiểu phải hiểu ý nhau. Nó phải là như thế. Jin là Jin thế nào được? Đấy, có phải là Jin đâu. Đã bảo rồi, có phải là Jin đâu. Nó là con môn em à. Ôi giời ơi. Nhưng mà lệch sớm vẫn ngon nha. Lệch sớm vẫn ngon nha công ơi. 20 roll mà, đúng không? 20 roll vẫn ngon anh em ơi. Kèo này vẫn xử lý được nha. Nhưng mà phát này tôi nghĩ là sẽ không có nổ sớm. Hay ông ấy bây giờ mình cho 2 con đi. Ông ấy chỗ này mình cho 2 con đi. Đây nhá, cái phát đầu tiên đây nhá. Xong mà tí nhá, còn 9 PT nữa đúng không? Nó cho mình thêm một con nữa thì thôi. Hết mẹ lực chấm luôn đấy chứ. Đéo nổ cái gì luôn. Rồi, C5 rồi này. C5 rồi này. Bây giờ mình chỉ cần một con Nahida nữa thôi. Là hoàn thành chỉ tiêu anh em ơi. Đúng không? Hồi hộp thế nhỉ? Đủ tím nhỉ? Úi dạ, 2 tím rồi này. Đông là cũng gọi là xanh xanh tím tím đấy. Ê, nhiều cookie nha. Nhiều cookie là khả năng rất là cao là ra Nahida nha. Nhiều cookie vậy. Đây phát này là nổ này đúng không? Không. À, con C thốt chính là đi cùng Nahida là cũng ngon. Tức là điểm đấy. Tức là chỗ này là nó điểm cho mình con Nahida đấy anh em ạ. Ui má, hồi hộp dữ vậy bây. Được chưa? Nói cái gì đi. Roll rất là hợp lý chưa? À, 200 roll được chưa? 200 roll nhá. Mình được 3 con Nahida, 1 con Mona. Hợp lý chưa? Hài lòng chưa? Hài lòng chưa? Quá là hài lòng luôn chứ. Bú đung. Nè, thêm con Mona này. Tỷ số là bao nhiêu nhỉ anh em nhỉ? 5-6 hả? Em đặt hết niềm tin vào thuyền trưởng, đừng cho em ra đảo. Em nói thế là thế. Anh đã bao giờ anh đưa em ra đảo bao giờ chưa? Cái câu chuyện là tại sao tôi đưa anh em ra đảo được nhỉ? Anh em buồn cười. Thuyền trưởng người ta uy tín như thế này. Cái kèo win nó đang lật như thế này, lên như diều gặp gió như này mà lại bảo nó ra đảo à? 37 này. 47 này. 47. Úi trời. 57 này. Nick này full cung mệnh của Sinh rồi này. Ôi chà. 67. 67. Rồi 67 nó ra cái vũ tài luôn. Rồi 77 trên nó luôn. 87. 2 vàng. Ok chưa. Bây giờ cho xin một con Nahida. 2 con Nahida luôn không? Tuyệt vời quá. Nahida này mạnh nha. Đánh giá là con Nahida này là chuẩn bài này. Múa là cũng khét phết đấy.
cái gì chưa? Tôi đã bảo rồi, cái phát này ấy là nó phải nổ đôi. Ok chưa? Quan trọng là ai là người roll. Tôi vẫn nói với các ông rồi đấy. Roll nó phải như thế. Đã bảo nổ đôi rồi. Em vừa nãy là tôi chỉ cần cái tỷ số chưa đấy nhỉ? Hình như là tôi chưa nhỉ? Tôi nghĩ là nổ đôi thì mình phải tính là win chứ, đúng không? Sau mà nổ đôi mình sẽ đi một ở đây. À, sau là mình sẽ không thua gì ở đây đúng không? Thua hình như đang là 6 phải không nhỉ? À, sao lại người nào roll lại đỉnh như tôi nhỉ? Úi giời, bonus thêm một cookie nhá. Win à, win còn gì nữa anh em, thề nổ đôi thế này mà lại còn không win nữa. À, nhìn như thế này mà lại bảo không win nữa, chết toi. Roll bằng được cho em cây hộ ma. Lần trước anh cho em ra đảo rồi, tin tưởng anh lốt lần này. À, có vẻ như là lần trước là có lẽ là xảy ra những cái tai nạn ngoài ý muốn đúng không? Nên là lần này em quyết tâm là phục thù với cái ban đầu hộ ma. Được, anh lo cho em được. Gì chứ mấy cái hộ ma gì nhắm mắt cũng roll được. Làm gì có ai lại ra đảo hai lần. Một lần thôi đã là quá đủ rồi, đúng không? Trải nghiệm cái nỗi đau ra đảo một lần đấy. Bắc ba ra về còn về để cổ vũ ra cái hộ mà. Đánh giá cái đèn này nó cũng ngon nha. Hè, con Bắc Bà Ra. Mẹ rồi cái đèn này ai cầm? Rồi cái đèn này ai cầm? Hai quế mình lấy Nahida luôn đúng không em? Không quế mình lấy cái lấy con Nahida luôn không? Cho về cầm cái đèn không? Có Ronos cái bảo hiểm không hả em ơi? À không, ông ấy bảo cho tôi là roll bằng được cho em cái hộ ma rồi. Thôi được rồi, chỗ này mình có khoảng tầm 40 roll thì anh nghĩ là chắc là anh cũng làm được. 40 roll nổ sớm được nha. Anh em tin tôi, 40 roll mình phải nổ sớm được nha. Trust me, I got it. Hộ ma trông cũng lắm rồi đã. Nổ sớm đi. Nổ sớm đi mấy người anh nhây. Nè, game lùa vậy. Trời ơi, 50 ron. Chỗ này còn bao nhiêu ron đây? 6 ron à, vét luôn. Hây dạ. Trời ơi, chiêu tâm. Kéo nổ sớm rồi. Này, chắc tôi nghĩ chắc là tầm 60-70 đó. Nè, vét như thế rồi. Ê, thêm một roll nữa này. Đừng sợ em ơi. Anh lo được. Một roll này nó cũng phải lấy được cái lấy được cái tóm tắt mà phát ha. Tuyệt vời quá em. Tuyệt thật là vời. Anh ấy cái đèn ngon mà. Con nào cầm thì anh chưa biết. Nhưng mà cái đèn ngon đấy. Nick của Tetsuya là Ron Hu Tao này. Nếu mà lệch thì thêm 40 nháy nữa. Còn không ra thì thôi. Ok nha. Nhưng mà chắc là cũng không cần đến 40 Ron kia đâu em ơi. 45, 20, 21, 31. 41 này. 51. Ây da, chết rồi. Đang định bảo 51 thề nó bảo cái thế 5x thế. Đang định bảo nó bảo cái thế 5x. Tưởng chuẩn bị cúp tới nơi rồi. Không sao, không sao. Lật được, lật được. Đã bảo rồi ạ. Anh đã bảo rồi, không cần phải dùng đến 40 ron kia đâu. Bảo gời. Thậm chí lại còn tiết kiệm cho em được khoảng tầm 30 ron nữa nha. Đúng không? Này là nổ ở tầm... À đâu? Con hô tao này nhá. Con hô tao này nổ ở tầm 42. Tức là chỗ này mình lẻ ra 9 PT. Thế là đúng tiết kiệm khoảng tầm
tiết kiệm đúng 40 roll thật mà. Nào, roll gì nữa không? Chấn này đa thử đi anh à. Thử nó là nghề của anh đâu. Hôm nay là roll là chưa có ai định chuẩn cái chấn của con Naida này phát nào đâu. 10 này. 20 này. Ba mươi này. Bốn mươi này. Này, 40 nổ sớm. Nghe nó bùi tai đấy chứ. Bây giờ tập. Nói cái gì đi. Nói cái gì đi mấy người anh trai. Ôi giời ơi, tôi có bao giờ lừa anh em đâu. Theo nó phải chuẩn. Mình khèo đó nó phải chuẩn nha mấy người anh em. Quá đẳng cấp luôn đi chứ.